giới thiệu cho mọi người bộ sưu tập trứng đèn trứng ngỗng nha. Đây nè, cái này á, là cái trứng ngỗng thiệt nha mọi người nha. Gõ vô nó nghe có góp góp nè. Cái này là vỏ trứng ngỗng mình mua một lần á, mình mua một lần là mấy chục trái, xong mình về mình hút cái ở bên trong đi, hút cái lòng đỏ bên trong đi, xong rồi cái mình phơi, mình ngâm qua một cái dung dịch tẩy á, xong rồi mình phơi cho thì khô thì sẽ ra được cái trái trứng như thế này nha. Nè mọi người nghe thấy không? Đó, đây là trái trứng ngỗng thiệt nha. Đó, cái thước nè, cái thước của nó nè, chứ không phải trái trứng dịch nha mọi người. Còn ở dưới đây á là một cái chân đèn. Cái chân đèn này á là chân đèn led. Em gỡ ra cho mọi người xem thôi. Đây. Nó như thế này nè. Đó. Ở dưới nó có công tắc ha, để mở nè. Cái này để em mở thử cho mọi người xem nè. Ở trong đây nó có pin nha mọi người nha. Pin là xài cái pin tròn như thế này nè. Đó, chứ không phải là về một pin tiểu của mình đâu. Cái này giờ gắn vô. Đây, bật lên nó sẽ sáng nè, mọi người thấy không? Cái đèn này là đèn đổi màu nha. Đó, lúc xanh lúc đỏ, cái đèn này đổi màu nha mọi người nha. Đó. Khi mà mình lấy được cái vỏ trứng khô này rồi á thì mình sẽ gắn lên trên này. Mình lấy cái quả trứng này mình gắn lên trên đây, dán bằng keo dán sắt. Thì nó sẽ định hình luôn như thế này nha mọi người. Đây nè, đó. Đó, em để cho mọi người xem nè, cái này nó đổi màu ha. Đó. Còn đây là một cái trái trứng mà đã gắn lên rồi nè, nhưng mà chưa có vẽ. Thì cái này á, sau cùng thao tác của mình á, là mới vẽ nha. Khi mà định hình lên trên như thế này rồi á thì mới vẽ. Này em bật lên cho mọi người xem ha. Đó. Đó, nó sẽ đổi màu như thế này nè. Em là led ha, nó sẽ đổi màu. Đây nè. Đầu tiên là em giới thiệu cái này. Đây là hình con bướm. Con bướm ha mọi người ha. Cái này là mình vẽ bằng màu nước nha. Em vẽ bằng màu nước nha. Đây con bướm với lại có một vài cái bông hoa màu tím nè. Đó, em bật đèn lên luôn. Một lát nữa em sẽ tắt đèn để cho mọi người xem được cái độ sáng của nó. Cái này mình ứng dụng làm đèn ngủ nha. Cái hoa này là hoa thiên điểu nè. Hôm bữa em vẽ hoa thiên điểu nè. Đó, hoa thiên điểu rất là đẹp nè. Mình chỉ vẽ một cái gì đó rất là đơn giản thôi thì lên là đã đẹp rồi nha, chứ không có cần phải yêu quá cầu kỳ. Cái này mình dùng làm đèn ngủ. Đó, đây là hai cái bông. Đây là hai cái con cá nè, một màu xanh nè. Con cá đá, con cá bảy màu á, có bảy màu nè. Còn cá này màu xanh, cá này màu đỏ nè. Đó, cái bộ này bao gồm hai con này ha. Em cũng bật đèn lên cho mọi người xem. Một lát nữa thì em sẽ tắt đèn hết để cho cái trứng này nó sẽ sáng cho mọi người thấy rõ hơn nha. Đây là một bể một con cá ba đuôi. Rất là xinh ha. Cái trứng này á, thì mình phải rất là cẩn thận thôi, nó sẽ bị bể. Nhưng mà nhờ cái bể đó thì mới cảm thấy quý. Chứ nếu như mà nó bằng nhựa thì lại không có gì để đáng để nó. Sau cái video này thì em sẽ làm cái video hướng dẫn mọi người vẽ trên trái trứng này ha. Ở đây là một bộ 4 trái và về phong cảnh nè. Đây, cái này là làng quê nè. Đây là phong cảnh của nước ngoài nè. Bật hết điện ra để cho mọi người xem ha. Còn đây là hoa sen. Đó, cái hoa sen chứ lại mấy con trùng trùng. Đó. Giới thiệu đây là hoa hồng nè mọi người. Hoa hồng nè, những cái nụ ha. Để bật đèn lên luôn ha, một tí nữa sẽ tắt đèn cho mọi người xem được cái độ sáng của nó nha. Cái này buổi tối á, thì nó rất là êm, nó rất là dịu mắt. Cái này là một bình bông nè. Đó, một cái bình bông ha. Còn đây là trang trí bất cứ cái gì mà mình thích nha. Cái này là mình vẽ những cái bông hồng nè.
Mình bật đây, ở cái này có một cái nút nè, bật đèn lên ha. Còn đây là những trái trứng, những trái trứng mà mình chưa vẽ nha. Video sau mình sẽ hướng dẫn bạn, các bạn vẽ những trái trứng như thế này nha. Tại vì cái màu mà để sử dụng cho vẽ trứng là một cái màu đặc trưng, chứ không phải là màu nào mình cũng xài được nha. Nếu mà mình xài những màu khác á, thì khi mà bật đèn lên á, thì cái chất màu đó nó sẽ làm cho che mất cái ánh sáng của nó sẽ không có đẹp nữa, nó không có tỏa ra ánh sáng nữa, mà nó nhìn thấy những cái dấu vết mà vẽ thì rất là xấu ha. Đây là trứng thiệt, được gõ vô nó sẽ như thế này nha. Và bây giờ á, mình sẽ tắt đèn đi cho mấy bạn xem ha. Đó, khi mà tắt đèn đi buổi tối á, thì nó sẽ như thế này. Đó, nó sẽ tự chuyển màu nha các bạn nha. Đây là ví dụ như là con bướm nè ha. Nó sẽ đây là cái đèn led mà nó tự đổi màu á, nó có 5 sắc màu đó. Đó, đây là cái hình con bướm đó. Đây là cái bông thiên điểu nè. Thiên điểu này nha các bạn nha. Nó sẽ trắng rồi ra xanh rồi ra hồng rồi ra đỏ ha. Đây. Đây là cái hình hoa sen. Đây, bật cái này lên. Đây là hai con cá nha các bạn nha. Đây là con cá màu xanh nè. Đó, cái ánh sáng này buổi tối nó rất là dịu nha. Mình dùng làm đèn ngủ. Đây là những cái bông hồng nè. Rồi, mở đèn lên nha các bạn nha. Mở đèn lên ha. Rồi mình sẽ quay lại một lần cho các bạn thấy. Bạn thấy những trái trứng nè. Đó, đây là con cá nè. Đây là hình con bướm nè. Đây là bông hoa thiên điểu nè. Sau khi mình vẽ mình phải phủ lên một cái lớp sơn bóng để cho nó giữ được màu nha. Với lại nó cũng một phần tăng cái độ cứng của cái vỏ trứng lên nè. Đây là con cá ba đuôi nè, màu đỏ. Đây là con cá màu xanh nè. Bạn thấy không? Đây cái phần đầu của nó đây nè. Đó, nó đang là cái đuôi của nó xoắn như vậy nè. Đây là hình cái bông hoa sen ha. Bông hoa sen với lại một con chuồn chuồn, hai con chuồn chuồn. Mình sẽ vẽ lên đây bất cứ cái gì mà mình thích nha. Đây là bông hoa hồng nè, với cái nụ. Đây là phong cảnh làng quê nè các bạn. Có một cái hồ nước ở dưới đây ha. Nó ánh xuống nè. Đây là cái phong cảnh của nước ngoài, một cái quán cà phê ha. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn nó cách vẽ như thế nào nha. Tại vì vẽ lên trứng á, nó khác so với vẽ lên một cái bề mặt giấy. Tại vì trứng á, nó đâu có đều đâu. Chỗ thì to nè, chỗ thì nó nhỏ, thì mình sẽ vẽ tự cân đối để sao cho khi ra một cái hình á, thì nhìn nó đẹp. Nó y như là một bức tranh. Cái này là hình bông hoa bình thường nè. Mà cái này xinh lắm nha. Những hoa hồng này mình vẽ cách đều.
cái cũng là phong cảnh. Phong cảnh này là làng quê Việt Nam. Trên đây là cây nè các bạn, ở dưới là những ngôi nhà nè. Này mùa thu ha. Rồi, video của mình đó kết thúc nha. Bữa sau mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ cái này ha.